Có rồi. Ủa, ê Tổng, Tổng. Bữa giờ đi đâu vậy? Bữa giờ đi, em bị chạy quá hả? Em đi làm gái cái em bị bắt lại. Trời ơi. Em bị Nhã Kỳ cả nhà ơi. Nhã Kỳ. Trời mọi người nhắc em dữ lắm á Nhã Kỳ ơi. Trời luôn Kỳ ơi. Giờ sao? Dạo này sao? Em đi làm gái bên Nam Giang bị bắt luôn rồi mới được thả về hôm qua. Sao em đến nông nổi mà đi làm gái? Tới bữa giờ anh thấy blue em mất tiêu luôn á Kỳ. Xui nữa trời, không có, không có chơi blue nữa. Rồi Linder rồi mất tiêu luôn Kỳ. Sao hết rồi, em trở về với cuộc sống an nhàn, em sẽ lấy vợ, em sẽ đẻ con. Từ nay em không biết gì về BD hết cả. Thiệt không? Thiệt không? Hoàn lương rồi. Em hoàn lương. Em đã suy nghĩ là em đã hoàn lương sẽ lấy vợ, em đẻ con, không chơi BD nữa. Không chơi luôn hả? Nó chứ nay hoàn cái chuyện mà hết rồi. Hết rồi, theo bản năng kêu. Nói này Chơi kì. Trời ơi, đàn ông dễ sợ luôn ha. Không dễ chơi dạ. Bạn em không hả Nhã Kỳ? Dạ. Em giới thiệu mấy bạn cho nó vui Nhã Kỳ. Hồi Nhi đang xuống Tiến ơi. Trời ơi, Tiến nữa, trời ơi, Tiến. Lại đây anh nói nghe Tiến. Hôm nay vô ngồi chơi tiếp. Hôm nay một tập đoàn chơi đẹp quá luôn nha. Rồi. Ôi, cái chiếc vô đây ngồi anh nói nghe nè, đi vô đây tươi xanh luôn ok, vô đây ngồi nè. Rồi. Rồi em ngồi đại cũng được, em ngồi với bà ngoại nè, ngồi với ngoại chơi. Có. Anh thích quay em lắm. Đã bà Nhi xuống chứ rồi. À Nhi xuống thôi giờ á, chuẩn bị đi Nhi xuống giờ. Dạ. Qua cái viên kia mà hết cho. Hết cho. Hết sớm nên tan chiều, hết sớm như dễ dọn sớm. Sớm lắm bây giờ bán đắt lắm em. Đúng, bán đắt vậy mình cũng nghe. Thấy không? Hả? Thấy không? Thấy không? Không thấy gì. Không biết hỏi là có coi trên mạng không? Dạ có, nó chỉ có em theo dõi thì em hằng ngày. Mẹ em luôn hả? Là chừng nào lấy vợ? Ờ, chắc là em suy nghĩ lại chắc được không được, chắc qua Tết nên sẽ lấy vợ hoàng luôn. Lấy vợ để cho mẹ em hai đứa cháu ấm bồng. Dạ hả? Sao nó chơi bê đê tới hả? Không chơi bê đê nữa đủ rồi. Thì vậy? Chơi được là nhiêu đủ hả? À, chơi đủ 749 biến là chơi như đó rồi, không chơi nhiều nữa. Chơi như đó đủ rồi. Không có gì nào, nó là bệnh nhân đi. Giờ ngồi đây chơi đi, đi đâu vậy trời, ngồi tâm sự chơi. Gì đâu ăn, hai mình muốn ăn tương với mẹ đâu kìa. Ông trời xanh ở đây, đây. Ở đâu vậy trời xanh à. Hôm nay thăm khám phá, thăm xuất hết dạ. Tại vì có chị Bình Quỳnh á, một số. Cả nhà ơi, lâu lắm rồi Hưng Trừng mới gặp Nhã Kỳ nha cả nhà. Thì mọi người có hỏi Nhã Kỳ thì hôm nay Nhã Kỳ xuất hiện với một dàn trai đẹp nha cả nhà. Có được hàng nữa nha cả nhà. Dạ, vậy nè em đi đó, cái bữa em đang đứng cái anh quắt em đi, cái em tưởng nó là khách sợp. Đi cuối cùng đụng ra công an bắt anh luôn. Đi mới được thả giờ ngày hôm qua, hoàn thành nghĩa vụ. Đấy. Để đi đâu? Mọi người chắc hết cái viên chiên rồi, chắc mọi người đi uống nước. Chắc mọi người đi chơi chỗ khác chứ. Dạ, hôm nay hết sớm. Dạ, ok. Hết sớm mừng vui vẻ chứ đi. Hết trễ mời. Đúng rồi, hết sớm mời. Nam thấy đồng rồi đúng không? Mới qua hả? Lâu quá mới chạy. Ta lâu quên xe ra, đừng ra, đừng ra, chơi. Ủa, đại bên Nhi xuống hả? Bye bye, chơi. Hả? Nhi xuống chơi, xíu rồi về. Bả lấy đồ bả xuống bây giờ á. Bà My nè, Nam My có bán không nào? Có, Dù My, bà Nhi có bán hết. Giờ hai bà chuẩn bị đi show gạch giá. 10 giờ phải đi giao à. À, bà hai bà xuống đi show rồi bà nội. Đi xô nha. Rồi mấy bà cả nhà, mấy bà cả nhà của anh chứ đi xì phố nha. Mấy bà cả nhà của anh Hưng Trần, anh Cánh thôi. Đi em, okay, em nha, bye bye, tạm biệt của em nha. Ê Tiên, Tiên. Trời ơi, lẹ dữ rồi trời. Tiên sao phát hình, Tiên đi đi. Ok thôi, bye bye của em ha. Đi cho công đi đó lại. Tụi khác qua chơi, trò chuyện thêm nhiều ha. Trời ơi. Giờ đi uống nước vòng vòng chơi vậy hả? Dạ. Ok, bye bye. Ê, đó chuyện bả. Bye bye anh. Ok, bye bye em. Hôm nay xui ghê, đi quá trời đông luôn mà qua hết cái chuyện. Ok, bye bye.
Cả nhà ơi, thì hôm nay Yumi và Nhi đi show cả nhà. Cuối giờ thì bán hết lâu lắm rồi, nhưng mà còn sớm qua cả nhà. Thì ngồi chơi, ngồi đợi chơi. Ở đây có bà ngoại với là trai đẹp bự nha cả nhà. Ngồi chơi thôi chứ giờ thì Yumi với bọn Nhi là ở trên nhà cả nhà. Thì đang sửa soạn cả nhà, sửa soạn đồ đạc đồ á, lấy đồ lấy đạc để đi bỏ vô vali ha, đi show ngày mai cả nhà. Thì đi trong khuya hôm nay luôn cả nhà, đặt xe rồi đi show hôm nay luôn. Thì ngồi chơi lát hồi thì trai đẹp bự cả nhà, trai đẹp bự sẽ dọn lên nha. Đấy, còn tháng nào mới đẩy xe này bự này dễ thương quá à. Hôm nay lâu lắm mà em mới có dịp quay anh á. Anh là nhân vật quan trọng mà, em đâu phải muốn quay là em quay đâu. Thông cảm đi, thông cảm nha, thông cảm nha cả nhà. Hôm nay đó, nhân vật của anh chạy mà không có quay được đâu cả nhà. Rồi, dọn ghế đâu ha, dọn bàn. Nhưng mà cũng còn khách mà anh bự. Anh đẩy xe lên em. Đẩy xe lên trước hả? Rồi mấy cái ghế bên sau hả anh bự? Ghế để luôn em. Hay dữ vậy, ăn uống gì chưa trời? Mới về cũng tiếu nghe em. Ồ, hay dữ vậy. Sắp sửa có xì gà hút rồi ha, ngon à, hiểu luôn. Gà Mỹ nha. Xì gà Mỹ ở thung nữa ha. Gà Bùi Viện nha, có đi không? Gà ngoại hút hả? À? Ờ, đi một vòng Bùi Viện, anh đi theo tôi anh chờ quay. Dám không? Dám. Dạ, chơi luôn. Rồi ra, anh ra ngoài anh gặp tay là ok, anh chơi với tay luôn á. Tôi không biết nói tiếng Anh. Kệ em nói. Rồi, chơi luôn. Chơi luôn, ok. Mặc áo Mỹ nè, mặc quần ông đẹp, đôi dép da màu. Hút xì gà Mỹ. Chị chưa? Chị không? Hay dữ rồi trời. Chơi mà chơi vậy á. Ờ, chơi vậy á. Anh bự không chơi thôi cả nhà. Em giống đẹp áo lên ta. Chắc cái áo đó là bả không cần đâu, đem lên cho bả thôi. Rồi cái áo để quên này cả nhà. Nãy cái áo này là một anh trai tặng. Một trai trai đẹp tặng mà không biết trai đẹp tên gì hết. À, tặng cái đi mất tiêu rồi. Ok, đó trai đẹp tặng áo đi show đi diễn nè cả nhà. Áo rất là đẹp nha cả nhà. À, áo bằng vải phi. Rồi dọn vô ha. Ở bên đây đây khách còn hai vị khách cuối cùng ha cả nhà, cũng ngồi đang ăn. Anh bự dọn ra hàng từ từ. Thì bên đây bà ngoại đang trò chuyện với lại mấy anh YouTuber cả nhà. Đó, bà ngoại hôm nay lộng lẫy ha, mặc áo cam rất là đẹp. Hai nhìn ngoại nhìn tươi. Tươi. Mùa xuân rồi. Mùa xuân tươi. Mùa xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân. Hay dữ rồi ta. Xuân rồi, có gì đông đông mát mát. Nhâm chiếc ly bôi, ta hát nhau cùng cười. Su Biên, ở đây nè Su Biên. Su Biên nè. Đây Su Biên nè cả nhà. Đó em Bội Nhi ha. Nhìn rất là đẹp trai, xinh đôi nha cả nhà. Chào đi. Hai. Ủa các bạn lên nha. Một trai một gái ha. Em của Bội Nhi, hai đứa. À, một đứa trai một đứa gái. Hello đi, hello đi. Rồi. Hello đi, hello đi. Pin. Rồi. Đẹp trai ha. Mắt to. Chào cả nhà đi, Pin. Hay dữ ta. Rồi ok Pin. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào em ơi. Rồi. Rồi, tắt điện luôn. Rồi, trai đẹp bự bắt đầu dọn đồ lên nha cả nhà. Thì trước tiên là dọn cái này kia, cái kia, cái nọ ha cả nhà. Dọn, rồi bình lên nè cả nhà. Thì quay toàn cảnh cho cả nhà xem là toàn cảnh nó như thế này ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà xem clip đó là chúc cả nhà vui vẻ, mạnh khỏe. Ý, đẩy xuống đây cả nhà. Ôi, bà Lý lên đây. Trời ơi. Anh có đi 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 nhớ em thôi. Chắc anh không đi quá anh à, Bội Nhi nói vậy. Dạ. Khỏi đi. À. Bội Nhi nó đi là khỏi đi. Chị sao không tắt đi nói em không chạy nó không sao. Tên gì, tại vì cái show nó nhỏ quá. Nó đi chung với Tiến, nó lại nó thành con thì nó mặt còn tới chưa. Tiến nào? Tiến Khàng á. Nãy Tiến Khàng với lại Nhã Kỳ. Nhã Kỳ quyên đám bạn cả nhà. Rồi cả nhà cái lồng lô tô nè cả nhà ha. Đó anh phải để cái này đứng lên để lồng lô tô được. Đó, để cái này qua thôi vậy thôi để chứ. Rồi ok ok để An Giang nha cả nhà. Thôi bye bye nha, đi xuống đi. Có phòng cỡ chưa?
Khoan. Ủa rồi Bảo Nhi đâu rồi? Lẹ Bảo Nhi ơi, trễ giờ. La trễ giờ xe đi xe khách đó cả nhà. Anh để trên ghế đi mọi người cho. Bye bye cả nhà. Em trời ơi, giống anh, giống như là người để là nợ quá rồi không? Chào em chào. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Chúc có nhau. Anh không biết gì tả từ gì luôn á. Ôi, Bảo Nhi nữa kìa. Lẹ lên em ơi, trễ giờ xe. Rồi, đây anh mở cửa luôn cho. Chào em nè, đó vừa giống. Ngồi trước đi, ngồi trước đi cho khỏe. Mọi Nhi, giống như gì kiều nước Mọi Nhi. Bye bye cái đi Mọi Nhi. Ôi hay quá. Ê ê. Rồi, còn bà ngoại nữa kìa. Bà ngoại. Ê. Bà ngoại muốn nói gì kìa? Bà ngoại nói gì bà ngoại? Nói chuyện kìa. Ruby kìa. Ruby. Rồi ok bé bay hai người đẹp ha, bà ngoại hỏi chìa khóa. Bà ngoại chỉ có vậy thôi hả?